đây là 1 triệu won. Em cũng tiết kiệm kha khá đó ha. Gì đó, mãi mãi là bạn. Phòng xinh đẹp của tôi, ghé qua chơi nha. Đường trơn lắm, em đi không được nên anh tự đi nha. Anh đi một mình được không đó? Mang đủ tiền ký hợp đồng chưa? Anh mang đủ hết rồi. Anh gì ơi, kêu tôi xuống đây đi, khoan chờ chút đã. Túi của anh đâu rồi? Em hỏi cái túi đâu rồi hả? Anh làm mất nó rồi. Anh biết khó khăn thế nào mới có được số tiền đó hay không? Tụi mình dừng lại đi, em không thể chịu được nữa. Em đừng đi đâu hết, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách. Em chỉ cần tin anh thôi.